Vinh và cùng với thầy giáo Nguyễn Văn Linh và toàn bộ khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Con là Nguyễn Thanh Trung Ngọc và đây là con là Vũ Khánh Hà, bọn con là MC của chương trình ngày hôm nay ạ. Để tổng kết lại học kỳ 1 vừa qua, lớp đã chuẩn bị chương trình gặp nhau cuối năm nhằm nhìn lại những thành công cũng như thất bại và chặng đường đã qua. Vậy thì các bố mẹ đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn cho các diễn viên nhí của chúng ta ngày hôm nay ạ. Lớn hơn nữa được không ạ? Okay.
Đặt gì đấy, đẹp trai không giỏi đấy. Anh Huy chơi Huy Lâm cầm đi hết. Cái lớp này năm nay sao tự nhiên lại tham gia đâu thế? Này đấy, em nói với anh này, năm nay thì lớp cũng chỉ được em
Tôi đã nghe rất nhiều học sinh là nộp bài, làm bài cho có, xong rồi nộp bài không đi kẹp bài, chị giải thích như thế nào? Thank you.
Tình trạng nói bậy nha, tôi nghe cái bọn học sinh này nó từ
mười triệu đâu, tôi đã tìm ra mới này, hay lắm. Hay gì chị? Đây, tôi à, mở một khoản là mới này, có thể em còn khoản đối xe. Đâu, để cho ta xem nào. Quá chuẩn luôn. Đấy. Táo bạo những người trí thông minh, những người
đi chúc phúc không? Cái này đồ lắm à? Tùy kinh thế nhở? Mới có một năm không lên luôn mà trông anh đâu. Ngồi ngô mà tu không kinh nhá. Ờ thì là được kẹo đúng không? Thôi em coi đã tán có đúng hay không nhá? Xong nha, chào mình lại nha mọi người.
Thank you.
cho chị. Together we trust.
It's not a silly little home. Thank you.